Đây là cách bón phân của vườn cây nhà mình nha mọi người. Mọi người nhìn thấy không? Rất là độc và lạ nha mọi người. Bón phân kiểu này đó mọi người nhé. Đây là hệ thống tưới phân bằng máy bơm nha mọi người. Chào mọi người. Hôm nay mình đi tưới phân cho vườn cây ăn quả của mình nhé mọi người. Nhân tiện mình quay video để chia sẻ mọi người luôn nhé. Đằng sau mình đây là cái hệ thống tưới phân nhé mọi người. Hệ thống tưới phân của mình nha mọi người nhé. Hệ thống này mình tự chế nha mọi người nhé. Quay để chia sẻ mọi người để mọi người cũng tham khảo cái hệ thống này nhé. Đây là cái hệ thống tưới của mình nha mọi người. Anh chị và các bạn nào mà làm cây ăn quả cũng nên tham khảo cái hệ thống tưới này nha mọi người. Bây giờ mình lắp nha mọi người nhé. Lắp để anh chị và các bạn để dễ hình dung nhé mọi người. Đeo khẩu trang nha mọi người nhé. Ở đây mùi gần phân lợn, mùi khó chịu mọi người nhé. Đeo khẩu trang để cho nó đỡ mùi nha mọi người. Đây mọi người, đây là ống hút cho mọi người nhé. Đây là ống hút này, ống hút gồm có 2 ống nhé mọi người nhé. Hút là 2 khi thì lắp thành 2 ống nhé mọi người. Đây là máy bơm nha mọi người. Máy bơm mọi người để đây nhá. Đơn giản lắm mọi người nhé. Hệ thống này chế cực kỳ đơn giản thôi mà hiệu quả mang lại khá là tốt cho mọi người. Theo nhà mình thì hiệu quả nó là tuyệt vời nha mọi người ạ. Hệ thống này khỏi bàn luôn mọi người nhé. Đơn giản thôi nhá, bạn ở đây thôi. Không khó khăn cả nhé. Đây là ống mùi nha mọi người. Đây mọi người này, đây là ống mùi nhá. Mùi nước ấy. Lúc ta mùi ta vặn xuống như này nhá. Mùi xong phải khóa lại cho mọi người, không nó vào khí đây là hút không lên cho mọi người. Còn đây là ống xả cho mọi người nhé. Vặn luôn ống xả cho mọi người nhé. Đây. Đấy, mình lắp xong rồi đó mọi người. Nhanh lắm nhá, chỉ khoảng 2 phút, 3 phút là lắp xong nhá. Cái ống này là nó vừa xả bớt cái nước mà mình hút, mình muốn cho ra nhiều hay ít ấy thì mình hãm một cái ống này ở ống này nhá. Nó vừa có tác dụng đảo phân ở dưới luôn nhá mọi người nhá. Nó đảo phân để cho cái phân, như ví dụ mình có trộn phân nó hòa với mọi người thì cái vòi này nó bơm nó sụp ngược lên nhá mọi người nhá, để nó đảo phân đều hơn nhá mọi người nhá. Đây, cái vòi này mình khóa lại nhá. Lúc cần sụp người ta mở ra nhá mọi người nhá. Còn đây là ống xả này mọi người này. Đây là ống xả của nó nhá. Đây nhá mọi người, bây giờ mình lôi cái vòi này ra nhá. Mình lôi cái vòi này ra để mình lắp vào cái hệ thống tưới cây cho mọi người nhá. Đây mình chế có chốt khóa đàng hoàng nha mọi người. Mở cái khóa này ra mới lôi được nha mọi người nhá. Bộ dây này là dài 50 m này. Nếu mà muốn dài hơn, tới xa hơn thì nối thêm cho mọi người nhé. Đây là cái đầu của nó này. Đây là đầu để mình lắp vào cái chỗ mà vòi xả ra ấy mọi người nhé. Đây vặn vào đây thôi, không có gì cả. Mọi người nhớ ở đây có cái gioăng nhé mọi người nhé. Nhưng mà có cái gioăng để mà nó làm kín cái chỗ này ấy mọi người. Không là nó phỉ hết nước, hết phân ra đây cho mọi người nhé. Đấy, ok. Mình múc phân từ đây lên cho mọi người. Đây. Trước khi đổ lên phi thì mọi người lọc qua cái lớp lưới ấy, để cho nó khỏi vướng máy bơm nha mọi người. Chứ không là nó vướng máy bơm nó không lên đâu nhé mọi người nhé. Có thế thôi, đơn giản lắm mọi người. Hệ thống này cực kỳ đơn giản luôn nhé mọi người nhé. Đây, dây đây. Dây ta kéo, thích kéo bao nhiêu kéo nhé mọi người nhé. Dây của mình đây thì có 50 m thôi. Mình tưới xa ra tít ngoài bên kia thì mình nối thêm dây cho mọi người. Tiến hành hòa phân cho mọi người nhé. Ở đây mình hòa phân ba con số 16 mọi người. Phân là phân nhập khẩu ấy mọi người. Mình hòa mỗi phi này mình bỏ thêm một bát này nhé mọi người. Một bát này thôi nhá. Mỗi phi này bỏ một bát này nhá. Hai phi là hai bát này. Sau khi bỏ phân hóa học rồi bây giờ mình bỏ phân của lợn nhé mọi người, phân chuồng nhá. Phân chuồng là cái nước nhé mọi người. Ở bể mình xe có sẵn đây rồi nhé mọi người. Mọi người nên dùng bất cứ thứ vật dụng gì đó để lọc nước nhé mọi người, lọc nước phân nhé. Vì đây mình dùng cái rổ này mọi người nhé. Cái rổ mình lọc nhé. Lọc để cho cái rác lớn này, nó không lọt được qua cái rổ này, nó xuống phi của mình nha mọi người. Nếu mà mọi người mà không lọc thì nó xuống phi là máy không hút được đâu mọi người nhé. Đây mọi người xem này. Ăn sụp đó mọi người nhé. Đây, cái hệ thống sụp đây là vòi vừa xả vừa sụp đó mọi người. Sụp để cho cái phân của mình đều lên đó mọi người. Bây giờ mình mở vòi để tới mọi người. Mình đang sụp cả hai bể đó mọi người. Bể trước là mình sụp xong rồi, mình đang sụp bể này nhé mọi người. Mình sụp cái phi này nhá. Rồi cái phi này mình đang sụp cho mọi người. Bây giờ mình đóng van sụp lại để mình tưới cho mọi người. Mọi người xem mình đóng van sụp nhé. Đóng cái van sụp này lại nhé. Đấy, đóng cái van sụp này lại là nước nó ra đây nhé mọi người. Sau khi đóng van sụp là nước ra đây đó mọi người. Nước ra đây mọi người ạ. Mọi người xem này. Thấy không? Tưới rất nhanh luôn nha mọi người. Tưới cực kỳ nhanh luôn nhá. Đấy, nước phân đó mọi người ạ. Hệ thống tưới là tuyệt vời luôn nhá mọi người. Mọi người nên tưới xa gốc nhá, đừng tưới gần nhá. Đừng tưới xa gốc, đừng tưới hẳn vào gốc của cây nhá mọi người. Rễ nó nằm ngoài đây nhá mọi người. Đấy, rễ của nó đang ở ngoài chỗ mình đang tưới đây này. Đấy. Đừng có tưới hẳn vào gốc nhá mọi người, tưới xa đi. Mỗi cây mọi người tưới khoảng 20 lít nhá mọi người. 20 hơn 20 lít tí nhá mọi người. Nó cũng không có, mình không có đo chuẩn xác bao nhiêu nhưng mà tầm khoảng 20 lít nhá mọi người. 20 hơn 20 hoặc dưới 20 lít tí cho mọi người. Tưới xa gốc nhá. Thành phần của phân này có phân chuồng với lại phân NPK nhé mọi người. Video này mình chia sẻ đến đây thôi nhé mọi người. Mọi người xem kênh thấy hay thì nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ video của mình nhé mọi người. Chúc mọi người thành công trên con đường lập nghiệp mình đã chọn nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Chào mọi người.